Em chào cả nhà. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho cả nhà một con máy cưa bạc chế biến gỗ của Power Sonic. Đó, và kèm nó trưng bày đi theo ha. Thì con này về nó sẽ không có cái này. Thì cái này á là của một con máy khác ha. Là em lắp vào đó tặng cho cả nhà. Đó, để lắp ở đây. Và cái thanh này là một cái thanh chế để chặn phôi ha. Đó. Nó không được chắc chắn đâu, nhưng mà mình vẫn để tạm được để mà mình chặn phôi. Đó. Thì bây giờ em sẽ xin đọc thông số của con máy cưa bàn Power Sonic. Thì con máy cưa bàn Power Sonic này á là hàng nội địa Nhật sử dụng điện là 100V. Có model là TPS-4106, có công suất là 1300W, có vòng tua là 4000 × 4800 RPM. Rồi. Rồi bây giờ thì em sẽ test máy cho cả nhà ha. Chuẩn từ 90 độ đến 45 độ cho cả nhà. Cái mở chốt này ra ha. Đó, rồi bắt đầu nghiêng. Đó, 45 độ. Tùy theo cái nhà sử dụng và nhớ 7 độ xong là khóa lại nha. Căng vừa phải để vào cả nhà cưa ha. Em sẽ đo kích thước chiều cao. Thì tổng thể cái mặt bàn này á, nó là chiều dài là 66 cm, chiều rộng là 45 cm. Nếu mà tính từ chân lên tới đây là 80
1965 ha. Tổng trọng lượng của một con máy cưa bàn Power Smith này á thì nó sẽ rơi vào tầm 20 kg tổng cưa bàn này ha. Và em bán cho cả nhà một con máy Power Sonic điện zin là 100V, công suất là 1300W, ở vòng tua là từ 4000 trên 4800 vòng một phút, tổng cưa nặng là gần 20 kg trên dưới, với giá là 4.800.000 đồng cộng với phí vận chuyển. Nếu chuyển khoản thanh toán luôn thì bên em sẽ bao ship, ship code thì có cọc cộng với phí ship ạ. Cảm ơn cả nhà đã xem qua video.